chừng đông luôn rồi. Đây. Bé ơi. Mày ơi. Mày ơi, coi kìa. Quá chừng rồi. Công an lại đây hỗ trợ luôn kìa. Đó. Công an lại đây luôn cả nhà. Dạ, à, con chào cô ạ. Dạ. Hôm nay cô mới đi lần đầu tiên đấy. Dạ. Cô chị em. Dạ. Cô hôm nay cô nghe em Cường hát như thế nào cô? Quá đỉnh. Hay quá đi hả? Dạ. Hát hay 10 lần xem ở trên điện thoại. Hát hay gấp 10 lần xem trong điện thoại. Dạ. Yeah.
thủ, thách thủ, thách thủ. Đông quá, đông quá. Đông quá, đừng đông à.